Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Bolivar Venezuela Ivan Hinpinto đang thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày mùng 7 và ngày mùng 8 tháng 6. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Ivan Hinpinto nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thủ tướng Chính phủ khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác toàn diện với venezuela thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp nhất là lãnh đạo cấp cao giữa hai nước triển khai các biện pháp tăng cường quan hệ song phương sớm triển khai cuộc họp tiếp theo của ủy ban liên chính phủ nhằm thúc đẩy các nội dung hợp tác kinh tế hai nước cần tiếp tục tăng cường ủng hộ tham vấn lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương trao đổi thúc đẩy đàm phán và đi đến ký kết các văn kiện hợp tác về lãnh sự, thương mại, đầu tư, giáo dục và đào tạo, chuyển đổi số và không gian mạng, kết nghĩa địa phương và giao lưu nhân dân. Thủ tướng yêu cầu cơ quan chức năng hai nước tích cực thúc đẩy trao đổi các đoàn doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối giao thương, tạo điều kiện cho các mặt hàng có thế mạnh của hai nước tiếp cận thị trường của nhau và khai thác các cơ hội hợp tác đầu tư cùng có lợi nhân dịp này thủ tướng chính phủ đã chuyển tới chủ tịch đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất venezuela tổng thống nicolas maduro lời thăm hỏi của tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước tô lâm và cá nhân thủ tướng chính phủ cùng lời mời tổng thống đến thăm việt nam trên cương vị người đứng đầu đảng nhà nước và chính phủ bộ trưởng ngoại giao ivan hinpinto trân trọng cảm ơn thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã dành thời gian tiếp đoàn chuyển lời hỏi thăm của tổng thống nicolas maduro tới thủ tướng chính phủ bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên đến thăm việt nam chia sẻ sự ngưỡng mộ và chúc mừng những thành tựu đổi mới to lớn trên mọi mặt trận của Việt Nam. Bộ trưởng khẳng định, chính phủ Venezuela hết sức coi trọng vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam ở khu vực và quốc tế, mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ trên các kênh đảng, chính phủ, quốc hội và nhân dân hai nước. Bộ trưởng Ivan Himpinto cũng đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về kết quả hội kiến với Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, cho biết hai bên đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề cùng quan tâm đề xuất các biện pháp cụ thể và thống nhất chương trình hợp tác song phương việt nam venezuela thời gian tới đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng viễn thông xây dựng nông nghiệp dược phẩm bộ trưởng ivan himpinto bày tỏ venezuela trên cơ sở quan hệ chính trị tin cậy sẵn sàng tạo thuận lợi về thị thực nhập cảnh cho công dân việt nam để thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước nhân dịp này bộ trưởng ngoại giao venezuela cũng đã trân trọng chuyển lời hỏi thăm của tổng thống nicolas maduro tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lời chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp đảm nhiệm cương vị mới. Trước đó vào chiều cùng ngày tại trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Bolivar Venezuela Ivan Kipito nhân dịp thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm được cho là sẽ góp phần làm sâu sắc hơn một quan hệ truyền thống gắn bó và đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela trong bối cảnh hai nước sắp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela ông Ivan Gilpinto bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo trong 40 năm qua, vai trò vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới, nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ gắn bó giữa Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela, cầm quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam trong củng cố nền tảng quan hệ và tin cậy chính trị cấp cao, định hướng và phát triển quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Bộ trưởng ngoại giao Ivan Kim Pinto trân trọng nhờ đồng chí Lê Hoài Trung chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của Tổng thống, Chủ tịch Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela Maduro và lãnh đạo cấp cao Venezuela đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng nhà nước Việt Nam trưởng ban đối ngoại trung ương lê hoài trung hoan nghênh đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm của bộ trưởng ngoại giao cộng hòa venezuela bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ truyền thống gắn bó và đối tác toàn diện việt nam venezuela trưởng ban đối ngoại trung ương khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác toàn diện với venezuela nhất trí hai bên tiếp tục mở rộng và tăng cường trao đổi đoàn các cấp hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội và về các vấn đề cùng quan tâm đồng thời tích cực ủng hộ bảo vệ lợi ích chính đáng của nhau trên các diễn đàn quốc tế và trong khuôn khổ phong trào không liên kết